Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Nguyễn Văn Cương. Mình hôm nay mình vừa nhận được một cái tin của một bạn nào đó hỏi mình là bạn ơi, cho mình hỏi là gỗ Lào và gỗ gụ mật thì nó phân biệt như thế nào. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn một cái bí kíp để mình hay phân biệt, đó là nó chỉ là một cái tên gỗ miền để các bạn phân biệt thôi nhá. Còn như mình hôm nay muốn đi chi tiết vào để nói cho các bạn nghe rõ ràng về cách phân biệt như thế. Thực ra nó vẫn là một. Ví dụ như các bạn bây giờ các bạn phải định rõ là này, câu gọi là gụ Lào thì là để chỉ cái gụ đấy là mình nhập khẩu từ bên nước Lào về, là nước láng giềng của mình đấy ạ. Đấy là nó có là gỗ gụ Lào. Thì gỗ gụ Lào thì nó so với cái gụ của mình, nói đặc tính lại, gỗ gụ Lào thì cái tom gỗ ghim gỗ mịn, nhưng mà cái chất gỗ thì nó không được vàng đậm như gụ Việt Nam mình, nó hơi trắng một chút khi mình xẻ ra. Nhưng mà về tính chất mọi thứ thì nó đều có, như là xẻ ra thì mình dưới nước lên, mình xóa nước lên, mình ngửi lên thì nó sẽ có mùi chua, chua đặc trưng của gỗ gụ đấy. Còn về vân gỗ gụ Lào thì là nó sẽ không được cái tom của nó cũng mịn, nhưng mà về vân gỗ thì sẽ ít vân hơn gỗ gụ Việt Nam mình. Nhưng về bản chất thì nó sẽ là gỗ mịn mà ít nhựa, chất gỗ nhẹ, rất là tốt. Đó là về đặc điểm của gỗ Lào. Còn về gọi là gõ mật đấy, hay là gụ mật, hay là cái gì của Việt Nam mình, thì đấy là người ta gọi là cái tiếng gọi là địa phương anh ạ. Địa phương nhá các bạn nhá, đấy gọi là tiếng địa phương. Nên là khi mình phải hiểu một câu là ai mà nói câu gõ mật, hay là gụ mật, hay là gõ bụng lau, hay là gì đó, thì anh em hiểu một câu đó là nói về gỗ gụ. Gỗ gụ nên là đấy là mình tùy theo vùng miền mình gọi đấy ạ. Còn vùng Việt Nam mình thì sẽ có gụ Quảng Bình, gụ Tuy Hòa, Phú Yên, đó là hai loại gụ. Mà bây giờ nếu mà gụ đấy thì chỉ để đóng đồ thôi, còn làm sập thì rất là ít, mình không có cái loại đấy để mình làm. Chỉ có anh em đóng cái sập mặt ghép long khung thì có, thì mình sẽ có chọn được cái vân gỗ để làm. Còn đó là cách phân biệt tên vùng miền, anh em nên để ý cho mình một chút. Còn hay là gụ Campuchia, hay là gọi là đó. Còn nếu mà nói về gõ thì để nó nói rõ là gõ đỏ thì anh em nó lại sang một cái tệp khác, nên anh em phải hiểu như thế. Còn nếu mà đã nói về gụ bông lau, hay là gõ mật, gõ hay gõ gì đó, thì anh em cứ hiểu cho mình đó là về nói về chỉ về gỗ gụ. Về đặc điểm gỗ gụ thì mình đã có những video mình nhận biết đấy rồi, có ba cách nhận biết đấy thôi. Mình xin nói lại, đó là nhận biết bằng mũi ngửi, nhận biết bằng mắt thường, và nhận biết bằng nước vô trong. Đó là đặc điểm là quan trọng nhất để mình nhận thấy. Còn anh em nào mà cảm thấy mà đi mua bất kỳ cơ sở nào mà không tin tưởng thì hãy cứ đăng ký vào kênh của mình, nhắn tin hay gọi điện trực tiếp cho mình bảo gụ phôi gỗ gụ để nhận biết, thì cứ alo cho mình hay là nhắn tin comment xuống cho địa chỉ, mình sẽ gửi cho anh em phôi gỗ để anh em nhận biết cho nó chuẩn chỉ, mua không bị nhầm. Chúc anh em là chọn được sản phẩm là ưng ý nhất cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.